Chay, bây giờ mẹ hỏi Chay là một câu này nè. Nếu mà Chay trả lời được, mẹ cho Chay cây ice cream. Ok. Yeah, mẹ có ice cream trong nhà. Nếu như mà con trả lời được câu hỏi này, mẹ sẽ cho con một cây kem. Ok. Rồi, lắng nghe câu hỏi của mẹ, nhìn thẳng vào mẹ và lắng nghe câu hỏi của mẹ nha. Nếu như mà trả lời đúng là được một cây kem. Ok. Con là con vịt hay là con thiên nga? Trả lời lại nha. Con là con vịt hay là con thiên nga? Con thiên nga. Tại sao con là con thiên nga? Thiên nga. Con muốn làm con thiên nga hả? Ủa, đâu phải đâu, trả lời sai rồi. Yes. Trả lời sai rồi. Con là con vịt hay là con thiên nga? Con thiên nga. Không, con là con chay. Sí. Trả lời sai rồi. La 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 bu. Bởi vậy nói mà không hợp lý. Rồi hết được ăn kem rồi. Mom, you said it right, then I'm gonna give you a kem. Ok, rồi vậy bây giờ trả lời lại nha, bây giờ đố lại nha. Con là con thiên nga hay là con vịt? Con chay. Oh my god, JD. Oh my god, JD, you're so smart, man. Con rải. Mom, what color are the chicken? Oh, bây giờ con đố. Bây giờ con đố lại mẹ hả? Rồi đố lại mẹ coi, rồi đố lại coi. Mom, do it right and do it not right. Oh. Do it right first. Rồi, sao? Do it not right first. Okay. Okay, what color are the chickens? What color are the chicken? Red. No. Yellow. No. What color is the chicken? Blue, yellow, right? Blue. No. Cái đó là sai rồi. Trời ơi, mày đặt đố lại tôi ha. Cái tôi trả lời, cái mày đặt nói tôi trả lời sai ha. Xạo ha. Con gà nào màu xanh dương, mày con chỉ cho mẹ coi con gà nào màu blue. Nó không có hợp lý. À. Rồi. Dạ số 4. Đọc. 4. Mom, it's say this is number 4. Say 4. Mom, say 4. 4. Rồi, đếm con có mấy con gà đây. Đếm 1 2 3 4. Đúng rồi, là đây là số 4, là con nói có bao nhiêu con gà? 4. Đúng rồi. Em đang thi sĩ. Rồi, không dạy phải không? Rồi, dạy số 4 này. Baby. Hả? Dạy số 4 này. Đúng rồi, tiếp tục. Daddy, I learned. I'm glad you're learning, Jamie. You're learning how to draw the number 4. Đúng rồi, dễ cho thẳng vô, đừng có bị cong bị ngoéo gì, thẳng. Straight. Đúng rồi, straight. Dễ thẳng lên. Đè xuống, đè mạnh xuống. Đúng rồi, thẳng qua, ngang qua. Đúng rồi con. Rồi, gạch xuống luôn con, gạch xuống luôn. Gạch xuống. I need another marker. Đây mẹ chỉ con nè. Thẳng xuống nha. No, I should do what I'm doing. Rồi, gạch qua. Từ trên, gạch xuống. Đó. Hey. Sao? Can we do this? Đúng rồi. Không, từ trên gạch xuống chứ không phải từ dưới gạch lên. Đúng rồi. Gạch ngang qua. Đúng rồi, thẳng xuống. Chắc đập con này quá. I want to draw. Dĩa đàng hoàng đây. Đây mẹ, đây. Số 4 nè. Trên gạch xuống nè. Đây, gạch ngang qua nè, đây nè. Gạch ngang thẳng qua nè. Rồi từ đây mới gạch thẳng xuống nè. Đó, vậy mới đúng. Thấy chưa? Mẹ lên, có bao nhiêu con gà, đếm lại. Há miệng ra đếm. Mom, I want water. Not that water, the strawberry. Đây, uống cái này trước đi rồi mẹ đi lấy. Rồi, đếm cho mẹ. More. Rồi. Strawberry. Rồi, để em đây, đếm có mấy con gà. Đếm mấy con gà.
Để mấy con gà. Mở cái miệng ra lớn lên. One. Nhìn. Nhìn vô. Không có nhìn mẹ, nhìn xuống cuốn tập chứ đếm mà nhìn mẹ là sao đếm. Chú ý. Đếm. Chơi. Bây giờ học hay là tha mau. Đếm. 1 2 3. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô chú vỗ tay kìa. Cô chú vỗ tay cho cháy kìa. Rồi, vậy là số này số mấy? What number is this? Number 4. Say 4. 4 chickens. Đúng rồi, 4 chicken. Okay, say number 4. Okay, keep saying 4. 4. 4. 4. 4 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 number 4. There are 4 chickens. Again. Rồi, vậy là số này số mấy? What number is this? I just said it. Number 4. Yeah. Mom, and he started again. Đúng rồi. Bây giờ là tới học tới sự con học học tới chữ nào là mẹ giảng cho con đi cái chữ đó nghe chay. Rồi, what number is this? What number is this? Yours. What number is this? It's yours. Nó mà thử chơi đi. What number is this? 4. Okay, the next number. Oh, it's gonna be fun. Số tiếp theo sẽ là số. Rồi. Ủa, rồi bây giờ con đếm này có bao nhiêu con gà? 1 2 3 4 5. Five. That is number. Okay, let me teach you how to draw number 5. It's very, very easy, but it's very, very difficult. Mom, you ruined my picture. But that was your fault. No, yeah. That was your fault. Okay, that was my fault. I'm sorry. Okay, bây giờ mẹ chỉ con vẽ số 5 nha. Okay, cầm cái cây bút lên cho mẹ. Cái số 5 này nó dễ mà nó khó mà nó khó mà nó. Nè, ăn đập nha. Chưa có biết làm thì để cho mẹ chỉ nghe chưa. Mẹ chỉ một cái một thôi, con tự làm. Số 5 đầu tiên vẽ từ đây, vẽ thẳng lên. Tiếp theo vẽ cái này vẽ xuống. Tiếp theo vòng cái vòng cong qua như vậy nè. Đó. Rồi đó. Mày làm biết làm thì không làm được tao đập á. Đúng rồi, thẳng xuống. Vẽ đường cong xuống. Cái xe này cái tập để làm số 5 bự quá hả con ha. Làm mấy con số chữ bự nhưng mà vẽ vậy được rồi. Ok, tiếp theo. Số này số mấy? 5 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
five. This is five. Draw the five, five, five. Con này nó giỡn mặt không được biết không nào. Vẽ number five cho mẹ. Mẹ ê, ê, ê. Cái cách đầu tiên mẹ kêu vẽ làm sao? Gạch cái gạch ngang làm sao? Gạch cái gạch ngang làm sao? Giỡn mặt lan đập nghe chơi. Khi con học á, ngồi cái tư thế ngồi thẳng đàng hoàng, một cái tay phải bỏ lên đây để kìm cuốn tập mình lại. Để kìm cái cuốn tập mình lại để cho mình viết cho đẹp hơn, một cái tay về nhà. Còn một cái tay mình phải để ghi xuống cho thật chặt vô, móc ngoéo qua. Như vậy mới gọi là học hành vẽ đàng hoàng. Mẹ dặn thôi sao? Không có cần si, vẽ hết cái số 5 này cho mẹ. 5, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5 nè. Số 5 là dễ vậy nè. Một đường thẳng, thẳng ngang.
à, đường ngang ha, thẳng xuống rồi cong vô đó, cong cái đít vô. Đúng rồi, đề nghị số này số mấy? What number is this? Hả? Number? Five. Yeah, number 5. Rồi, number 5 làm dáng sao? Number 5. Number 5 là dáng ngang qua. Number 5 là dáng ngang qua nè, dáng thẳng xuống nè, quạch cái đường cong nó xuống nè, number 5 nè, lẹ lên. Lẹ lên, dáng number 5. What number is this? Number is this. So is my. One, two, three, four, five. There are five chicken. Five. Đúng rồi, dễ thẳng xuống. Đúng rồi. Number five. Number five. Number five. Ông xã tôi number five, number five, number five. Không. Đó, đó, đó. Cái con này. Rồi xong luôn, cái tao để đầu tóc nó dính này rồi, chắc nập với con này quá. Thôi con này bước vô, bước đi vô tha mau. No, I'm sorry. Ủa chứ tại sao lấy cái đó để chấm lên đầu? Hả? Because... Vẽ số 5 cho mẹ. Bây giờ không có cần đường nét gì hết, tự động vẽ số 5 cho mẹ nè. Gạch ngang qua, gạch thẳng xuống. Cong số 5 xuống, vẽ cho mẹ số 5. Vẽ cho mẹ số 5, gạch ngang qua. Đúng rồi. Đúng rồi, gạch thẳng xuống. Thẳng xuống. Rồi cong số 5 xuống. Cong số 5 xuống sao? Cong sao? Cong qua sao? Đâu đâu cong đường sai rồi. Cong bên kia. Cong bên kia. Cong nè. Từ bên đây cong xuống. Rồi rồi vẽ lại coi. Ngang qua. Thẳng xuống. Thẳng xuống. Rồi cong. Cong. Ngu à, thấy ngu rồi. Không, như vậy là không thông minh sáng suốt rồi. Không thông minh rồi. Đầu óc như vậy là không thông minh rồi. Ngang cái năm qua, thẳng xuống năm xuống, từ đây quạch xuống luôn, từ bắt đầu từ cái mối này nè, quạch xuống luôn. Còn bây giờ bắt đầu từ mối này là ngược rồi, bị ngược rồi. Bây giờ làm lại. Viết số năm lại. Gạch ngang qua. Ngang qua, rồi thẳng xuống. Đừng có ngu nữa, bắt đầu cái đầu này. Bắt đầu cái đầu này, thẳng xuống. Rồi thẳng xuống. Ngay cái đường chấm này, cong qua đây luôn. Đó. Làm lại. Tiếp tục làm lại, number 5, number 5. Con thấy không, học chữ đâu phải dễ dàng đâu. Để biết đọc chữ đâu phải là dễ dàng, đó là cả một quá trình học tập. Chứ đâu phải là con muốn học và con muốn đọc và con muốn hiểu, muốn viết được gì đâu. Giờ buồn ngủ hả? Con thấy không, để học rất là khó khăn. Bởi vì con phải cố gắng rất là nhiều chứ con phải không bị dẫn chơi bị gì đâu nghe chơi. Con không có thông minh hơn ai đâu đó. Mọi thứ đều phải cần sự cố gắng. Con thấy chưa? Đâu phải đơn giản đâu. Đâu phải đơn giản mà mẹ lớn như vậy. Đâu phải đơn giản mà mẹ lớn được như vậy đâu. Con cũng muốn được lớn như mẹ không? Con cũng muốn được lớn như mẹ không? Được chơi tất cả những trò chơi. Được làm tất cả những thứ trên đời này mà mình muốn. Con cũng muốn được vậy không? You wanna be like mommy? No. Oh, you don't wanna be like mommy? Con không muốn giống như mẹ hả? Con có muốn đi mấy cái ride không? Yes. Ờ, vậy là con phải lớn đúng không? Mà người lớn là phải làm gì? Là phải học. Phải biết gì số 5. Phải biết gì từ số 1 cho tới số 10 thì mới gọi là lớn, chứ mới đi chơi trò chơi được. Chứ còn người ta nói bạn ơi bạn cao mét mấy, con có biết con cao mét mấy không? Để bởi vì phải học. Thấy chưa? Viết số 5 cho mẹ. Mới mốt mà con biết viết được số 5, cái mẹ nói chú nó biết viết số 5 rồi là người ta nói con lớn rồi là người ta cho con vô đi chơi trò chơi. Chứ còn mà người ta hỏi số number 5 viết làm sao mà là con không biết viết number 5 là thôi chịu thua. Cái chú nó ủa lớn mà chưa biết viết number 5 vậy thôi khỏi nghỉ cho chơi luôn rồi đủ về rồi nghỉ khỏe. Thấy chưa, con thấy cái việc tệ hại của cái việc mà không học chưa. Rồi dễ đàng hoàng lại cho mẹ số number 5. Con biết hơi dễ lại cho mẹ. Bắt đầu từ đó gạch ngang qua sao, rồi gạch thẳng xuống sao, gạch trong qua sao. Rồi ok. Rồi bây giờ như vậy là đúng nha. Bây giờ bắt đầu từ một cái trang giấy trắng. Bắt trước. Sorry, bắt trước cái chữ này vẽ ngay chỗ này số 5 cho mẹ. Gạch ngang qua sao. Nhìn cái chữ này đây. Nhìn cái chữ kế bên. Nhìn cái chữ kế bên gạch sao con gạch y chang vậy. Cái chữ kế bên là nó gạch như nè. Gạch ngang qua nè. Gạch thẳng xuống nè. Gạch cong xuống nè. Rồi bây giờ vẽ bên này số 5 cho mẹ. Gạch ngang qua. Đi qua.
rồi xuống, xuống, cẳng xuống, rồi cong qua, cong, bắt đầu từ cái này cong qua, lụm tiền. Lụm tiền chưa? Lụm tiền chưa? Rồi lụm tiền. Đó. Đó giờ nó tô nữa, nó cũng tô nữa, nó tô sắc màu, màu sắc tình yêu nó tô nữa. I'm drawing black. Cười cười cười. Rồi thôi ok, nghỉ ngay. Đưa cái mặt xuống. Đưa cái mặt xuống. Đưa cái mặt xuống. Mommy, cover me. Thì đó, nó như lắp rồi nè. Cover me. Nước nó cứ nha, nước mà nó cứ đánh vô hoài là chút nữa là nó trôi xuống hết à. You're making me cover dirty. Ồ này. Này trời, bề này là sông, cái nước sông rất là phẳng lặng. Ủa chứ cái dây mô Phật đâu rồi? À đúng rồi, đúng rồi. Còn tối trước khi ngủ con nói mô Phật làm sao? Mô Phật ơi làm sao? Phù hộ làm sao? Mô Phật ơi phù hộ làm sao? Mô Phật ơi phù hộ làm sao? Phù hộ cho con sức khỏe. Đánh ghê ghê. Nhớ đâu? Nhớ đâu? Sức khỏe. Đánh ghê ghê. Ai, ai nhớ đâu không ta? No, I don't know. No, I don't nhớ hả? Trời ơi. Cô ghê không? Con ghê cô chú. Nó phủ nhận quá khứ cô chú kìa. Nó nói no, I don't nhớ. Nó không... No, I don't nhớ. No, 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 ai đông nhớ, 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 ai, ai đông nhớ. Rồi, ra ngoài kia rửa. Chơi mà sợ dơ là sao? Nó bởi vì nó chỉ chơi những cái chỗ nào mà có cát thôi nha cô chú. Ra ngoài kia mà xình hay là rong rong là nó không chịu đứng rồi đó. Đúng không? À, con thích chơi với cát à? Sao con không thích chơi với xình? Because it looks too yucky. Trời, sình dơ lắm hả con? Mẹ ngày xưa mẹ chơi với sình không á? Ngày xưa mẹ đâu có dưới quê, mẹ dưới Bến Tre, mẹ đâu có cát đâu mẹ chơi. Ngày xưa dưới quê ở Việt Nam đó, mẹ chơi sình không à? Mẹ chơi với vịt, với lại cá, với lại trùng, rồi với lại hả đi bắt còng đồ này kia, mẹ chơi vậy không á? Mẹ đâu có cát rồi mẹ chơi. Ở dơ sống lâu. Chạy. Ai ơi, tôi chịu rồi. Trời ơi. Chú siêu kể lại cho ba đó nghe. Không, kể cái này mà kể bằng tiếng Anh cho ba nó không có mắc cười. Trời ơi. Kể bằng tiếng Việt, ai mà nghe hiểu tiếng Việt á mà nghe mới mắc cười, chứ kể lại tiếng Anh cho ba nó còn gì đâu nữa mắc cười. Hay quá ta ơi, bây giờ biết trả, biết bây giờ biết đố mẹo rồi ha. Con này trả lời lại coi nè, bây giờ con là con thiên nga hay là con vết? Đa chì. Hả? Đa chì. Đa chì là gì? Đa chì. Con là đa đì hả? Dạ. Giờ nó biết cái nữa, trả lời cô chú ơi. Hay ghê thiệt á. Thôi bye bye cô chú đi. No, not yet. Trời, chưa nữa hả? Bây giờ muốn câu đố nữa không? Rồi. À. Đố gì giờ ta? Đố gì ạ? Cô chị. Đố gì giờ ta? Đố gì. Ok. Ok. Bà ngoại. À, no, no. Mẹ là mẹ của ai? Mẹ là mẹ của ai? Sushi. Nếu mà con nói đúng là mẹ sẽ cho con thêm một cây kem nữa. Mẹ là mẹ của ai? Bà ngoại. Mẹ là mẹ của bà ngoại hả? Trả lời tầm bậy không hả? No, you love bà ngoại. Rồi mẹ yêu bà ngoại đúng rồi. Rồi nó nói no, you love bà ngoại là tại vì ngờ Ngọc nói cho nó nghe là bà ngoại là mẹ của mẹ nên mẹ yêu bà ngoại á. Bây giờ nó nói vậy đó. Nhưng mà bây giờ nè, mẹ nè là mẹ của ai? Chay. Mẹ là của ai? Chay. Đúng rồi, mẹ là mẹ của Chay. Bà ngoại là mẹ của ai? Vincent. Vì bà ngoại là mẹ của Vincent. Mẹ của Vincent là bà Ngân, nhớ không? Nhớ bà Ngân không? Nhớ con kêu bà Ngân không? Nhớ kêu mẹ Ngân không? Mẹ, đâu? Bà ngoại là mẹ của ai?
Bà ngoại là mẹ của ai? Mẹ của ai? Mẹ của ai? Bà ngoại là mẹ của ai? Thôi nghỉ đi, khỏi ăn kem. Rồi bye bye cô chú đi. Đi đâu à? Hỏi nghỉ nghỉ hả? Tắm xong hả? Ủa chứ đi đâu? Cô chú thấy không cô chú? Giờ này đi coi mấy giờ nha. 6 giờ mấy 7 giờ nhà Trì đóng cửa. Không phải ngày nào nó cũng ở nhà mà để quay nó đâu. Và với lại hả, mà không lẽ mình gặp nó cái mình nó để tụi nó chơi đi đúng không? Tới khi tụi nó chơi á thì mình cũng Ngọc cũng bận. Rồi cái rồi tới khi Ngọc rảnh á thì tụi nó không có nên là cũng khó quay nó cho cô chú coi lắm. Thôi đi vô đi con, 7 giờ rồi con. Vô ăn kem. Nhớ không? Nhớ không? Ừ, quá trời kem luôn, vô đi ăn đi vô đi để kem chảy á, đi con. Bye bye cô chú nha. Chúc cô chú một ngày tốt lành. Bi bi. Bye bye ông bà cô chú. Lại lên. Chị đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi, sau một hồi vùng vằng không biết làm gì, cuối cùng hai mẹ con thay đồ ra để cho dọc nước. Lâu quá không dọc nước cô chú, bữa giờ bệnh đâu có cho dọc nước. Hả chạy ha? Cái gì vậy? Cái gì tự nhiên ngứa? Hôm nay là đỡ bệnh rồi lên ra cho dọc nước. Trời ơi, coi được đời không? Có được đời không? Được đời không? Được đời không? Thôi chay ơi, từ ở tàu lao nữa chay à. Oh, Audrey said that. Trời ơi, Audrey nói kỳ vậy. Chay biết cái đó là gì không chay? Cát. Cát. Yeah, but you want to play with me? Con nói đi, cát. Yeah, you want to play with me in the water? Muốn chơi làm sao? Con muốn mẹ chơi con làm sao? She's fun. Con muốn mẹ bơi con hả? Trời ơi, nước lạnh quá sao bơi. Ủa sao tự nhiên cái màn hình nó kỳ vậy? Mommy, did you see that? Làm sao con? Ôi trời. Quiet. Nước cũng hơi lạnh lạnh chai ha. Tháng 7 gì mà tao nói mùa hè gì mà thấy kỳ quá chai ha. Hè gì mà nước lạnh lạnh ngắt à. Thôi hè năm nay là thôi rồi đó chai ơi. À, năm nay là mình chủ yếu là mình ở Florida chơi ha. Mommy, I got my little bit. Sao? À, chơi nhận được mấy cái đầm của chú Bình gửi. Mấy cái đầm đó rất là đẹp luôn. Mấy đầm công chúa. Đầm công chúa đồ này kia nọ. Chơi cảm ơn chú Bình chưa? Nói lớn lên. Nói lớn lên con cảm ơn ai? Khoanh tay lại. Nhớ không? Khoanh tay lại làm sao? Con cảm ơn chú Bình. Nói đi. Not remember. Làm sao? Not remember. Not remember gì? The thing... Con nhớ hôm qua chưa? Con nhớ chú Bình mua cho con mấy cái princess dress không? No. Trời, nó không nhớ luôn con. I'm sorry, no. Nó đang thải cát. Mom, don't say that. Sao ạ? Don't say that because she's touchy. Hả? She's touchy. She's touchy là gì? Touchy. Oh. Touchy. Yeah. Chay sinh nhật con ngày mấy vậy chay? Bây giờ đang suy nghĩ cô chú ơi, mẹ chay đang suy nghĩ không biết sinh nhật chay tới sẽ làm cái gì và ở đâu và tổ chức làm sao hay là làm sao cũng chưa biết luôn nè cô chú nè. Giờ đang còn sắp tới rồi. Nay là tháng 7 rồi, cuối tháng 7 rồi phải suy nghĩ rồi. Còn 3 tháng nữa, cái gì cũng phải suy nghĩ trước phải làm trước. Nè, bây giờ mẹ hỏi là sinh nhật của con muốn cái gì đây nè? Chi-chi. Muốn chi-chi là cái gì? Chi-chi toy. Chi-chi toy hả? Chi-chi. Yeah, con muốn sẽ sinh nhật đi đâu? Con muốn đi to helicopter ride. Con muốn đi trực thăng nữa hả?
Ok, đi trực thăng thì đi, đi đi thôi. Nhưng mà mình sau khi đi trực thăng mình làm gì nữa? Trung thái. Ờ, nó nói nó muốn đi helicopter ride nữa. Đi chứ mai chị trực máy bay trực thăng nữa cô chú ơi. Hôm qua đi máy bay trực thăng chị khoái chí lắm. Can you cover my hand? Ok, bỏ tay xuống. Hồi nãy khi mà nhắc tới sinh nhật Chay á, Chay nói mẹ nhớ hồi năm ngoái sinh nhật con có hồ bơi không? Có nghĩa là cái căn nhà mà mướn ở bên Texas á. Mà nó nhớ luôn, cô chú thấy hay không cô chú? Nó nói nó nhớ sinh nhật nó là có cái hồ bơi, cái nhà con ở cái nhà có cái hồ bơi á. Rồi, mất cái tay Chay rồi. Cái tay Chay đâu mất tiêu rồi. Trời, giống như là cá sấu cắn con vậy hả? Con nói đi, con cá sấu. Cắn con. Cô chú ơi. Cô chú ơi, and it just like mask. À, này giống như là, nó nói này là giống như là mask là gì đó, mặt nạ gì đó. Rồi, thôi lấy tay ra đi. No, it's too clumsy. À, trời ơi, không chịu lấy tay ra tại vì nó dễ chịu quá. Tay dưới cát dễ chịu quá. I'm going again. Go sao? Again, it just